Ngày 10 tháng 6, chính phủ Thụy Sĩ thông báo đã có 90 quốc gia và tổ chức đăng ký tham gia hội nghị thượng đỉnh về Ukraine vào ngày 15 và 16 tháng 6 tới tại nước này. Chính phủ Thụy Sĩ cho biết hội nghị sẽ hướng tới xác định một lộ trình đưa cả Nga và Ukraine vào một tiến trình hòa bình trong tương lai. Thụy Sĩ tổ chức hội nghị trên theo đề nghị của Ukraine, ép hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với các điều kiện của nước này nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Chương trình nghị sự của hội nghị được Thụy Sĩ phát triển dựa theo kế hoạch hòa bình 10 điểm của Ukraine. Tuy nhiên, có thể tập trung vào chủ quyền lãnh thổ, nền hòa bình công bằng ở Ukraine và duy trì hiến chương Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignacio Cassis cho biết hội nghị sẽ thảo luận các lĩnh vực được quốc tế quan tâm rộng rãi, như nhu cầu về an ninh hạt nhân và lương thực, tự do hàng hải cũng như các vấn đề nhân đạo. Nga chưa được mời tham dự hội nghị. Trung Quốc cũng xác nhận sẽ không tham dự vì hội nghị không đáp ứng các yêu cầu của nước này theo đó bắc kinh muốn hội nghị phải được cả nga và ukraine công nhận và cần có sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên để thảo luận công bằng về tất cả các đề xuất